Vâng. Vâng, nhưng mà cụ Nguyễn sinh được con trai đặt tên là cháu cụ Phạm Khôi. Chúng con là Nguyễn Phương Phương và cụ Nguyễn, ở tại 283 Khương Trung. Chung cư Sitao ơ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhân ngày đầy tháng, chúng con thành tâm rửa biệt hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án bàn thờ Phật, chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình, nhờ ơn Phật